Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, tính đến 6 giờ sáng nay, ngày 14 tháng 5, cả nước không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Như vậy là đã 28 ngày qua, Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Trong 288 ca mắc, số ca điều trị khỏi là 252 ca, chiếm 87%. Số ca dương tính với SARS-CoV-2 là 19 ca, chiếm 7%. Số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 6 ca, chiếm 2%. Và số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 11 ca, chiếm 4%. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 13.719 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 324 người, chiếm 2%. Cách ly tập trung tại cơ sở khác 7.254 người, chiếm 53%. Cách ly tại nhà nơi lưu trú 6.141 người, chiếm 45%.